vực này không có một con mồi. Danh tiếng của chúng ta trong khu vực này ai mà chả biết, cho nên ba huynh đệ mình mới xuống núi tìm con mồi nè. Tốt nhất đừng có để thằng nào xuất hiện ở đây, nếu không nó chết. Trong người của nhà ngươi có bao nhiêu tiền? Mấy thằng tóc con này đại ca không cần quan tâm đâu, để em. Muốn đi qua con đường này thì một hộp sữa cun. Ở đây ba người có một hộp sữa cun, ai uống ai nhịn. Muốn đi qua con đường này phải đưa ba hộp sữa. Ba hộp sữa nè, bây giờ các ngươi tránh ra cho ta đi được không? Khoan đã, tên kia đứng tại. Có chuyện gì hả đại ca? Lâu lâu mới có một con mò béo bở như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ qua cho nó? Đại ca nói rất đúng, để em lên xử nó. Nhà ngươi còn bao nhiêu sữa, ngoan ngoãn lấy hết ra đây đi. Nếu ta không đưa thì sao? Cha trả rồi không sợ con chuột này hả? Thằng này ngủ mời không muốn, muốn uống ngủ phạt à. Đại heo, xử nó. Ngươi càng kiếm thì ta trả lại cho ngươi đó. Thôi chết, mình gặp cao thủ rồi. Cao thủ cái gì, chẳng qua là những trò ảo thuật cổng con thôi. Ngươi lên trước đó. Đúng là trẻ trâu, chưa có trải sự đời nhiều. Chỉ còn lại mình nhà ngươi thôi, có lẽ ngươi là kẻ mạnh nhất. À! Nhà ngươi đang làm cái gì vậy hả? Dạ anh Hùng, em từ nhỏ em không có đi học, suy nghĩ nông cạn, anh tha cho em lần này nha. Từ nhỏ tới lớn trong giang hồ, ta mới thấy một thằng đại ca nhục như ngươi vậy đó. Nè anh Hùng, ba hộp sữa cun em gửi trả cho anh đó nha. Quay đầu là bờ, lập địa thành Phật. Anh tha cho em lần này, em hứa em sẽ là người tốt, không ăn hiếp bà già nhà cho em nữa. Dạ tin nhà ngươi. Anh Hùng ơi, anh thường đi đây đi đó để cứu nhân độ thế, cho nên em tặng anh cái nón này nè để làm kỷ niệm. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ê đại heo, tao biết mày chưa có chết đâu, tỉnh đi đi. Hắn đi chưa đi rồi. Con Nula, tao biết ngươi chưa có chết đâu, tỉnh đi đi. Đi đường này nè. 3 days later. Sữa của hai vị cô nương đây. Ngày hôm qua ta nghe giang hồ đồn đại có một kiếm sĩ đã tiêu diệt được một nhóm sơn tặc nổi tiếng ở vùng này. Lão đại, thấy nước quá, hai mình ghé cái quán kia uống miếng nước đi. Được đó. Các ngươi bán để cho lão đại của ta ngồi. Các ngươi là ai? Lão đại của ta nổi tiếng nhất cái vùng này, đẹp trai, khoai to. Thích Quang ơi, có chuyện gì từ từ hả nói. Không nói nhiều nữa, ta là sơn tặc, các ngươi liệu hồn đi biến. Tiểu nhị, lấy cho ta một bình. Dạ dạ dạ, con gái, chạy chồng lấy bình rượu ngon nhất ra đây. Cha chả, ai nói nhà ngươi lão đại ta uống rượu. Uống sữa. Dạ dạ dạ, thì ra Thích Quang uống sữa. Đông cho ta một bình sữa trái cây đi. Đông đầy bình sữa sô-cô-la cho ta đi. Dạ, Khách Quang đợi em một chút xíu. Hai bình sữa của Khách Quang đây. Sữa ngon. Sữa ở đây lúc nào mà chả ngon Khách Quang. Hai bình này có 200.000 đó à. Bọn ta là sơn tặc, ngươi cũng dám lấy tiền nữa à. Khách Quang hả mẹ? Ngươi có tên đặt tiễn con gái ngươi về thế giới bên kia không? Cút con cha ơi. Con đây. Trên đây ngồi đừng làm hại con gái của ta mà. Dừng tay lại. Kẻ nào chén sống vậy?
hiệp sĩ, bọn chúng là sơn tặc đó, mau cứu chúng tôi đi. Lão đại, để em xử nó cho. Tâm, đừng manh động. Lão đại không tin vào năng lực của em sao? Thôi, tiêu rồi. Người mau rút kiếm ra đây. Cảnh giới cao nhất của một kiếm sĩ là không cần dùng kiếm nữa. Người mau lên đi. Thằng này ngông cuồng nhỉ. Coi bộ thằng Tâm nó sống không nổi rồi. Bao năm nay ngươi là kẻ đầu tiên làm cho ta bị tá. Hả? Là hổ đầu công? Thì ra thằng Tâm xì nó đã học được công pháp này tới tầng cuối cùng rồi. Nội công cũng không tệ, nhưng mà còn yếu lắm. Là sông kiếm hợp nhất. Đây là tuyệt chiêu của kiếm ma mà. Hả? Kiếm ma? Thì ra là thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Kiếm ma nó sao? Lần trước ta đã nương tay ha mạng cho ngươi, ngươi vẫn lầm đường lạc lối. Tâm xì, ta và ngươi phối hợp tiêu diệt hắn. Lần trước do ta khinh địch nên chưa dùng tuyệt chiêu, thử coi lần này ngươi đánh lại hai huynh đệ ta không. Sĩ chuyên trừ gian dự ác, chẳng lẽ là ngày sao? Nếu là người khác, họ cũng làm như ta thôi. Con gái, vô nấu chế yến mang ra cho đại hiệp ăn. Dạ. Chế yến tới rồi, mời ông sĩ ăn nhanh kẻ muội. Cháo yến này rất nhiều chất dinh dưỡng, hiệp sĩ ăn xong sẽ hồi sức lại ngay. Cháo yến này ngon đó. Ủa, cái này là cái gì vậy? Thôi chết, trong mỗi ly cháo yến đều có thẻ cào chấm thưởng mà hồi nãy tiệm nữ quên lấy ra. Đó là lý do tại sao con còn ế tới bây giờ nè. Đúng một gói cháo yến vị thịt bằm. Công nhận đại hiệp may mắn thiệt, để tiểu nhân đi đổi cho ngài. Cảm ơn nhà ngươi đã mời ta một buổi ăn. Đại hạ xin cáo từ. Chúc đại hiệp đi đường thượng lộ bình an. Hy vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại hiệp sĩ. 1, 2. Đại ca, mấy ngày nay quanh khu vực này không có một con mồi. Danh tiếng của chúng ta trong... Đại ca, mấy ngày nay quanh khu vực này không có một con mồi. Danh tiếng của chúng ta đã nổi trong giang hồ rồi. Ngầu vô đi thẳng tới camera nè. Phí qua đường là một hộp sữa côn. Đúng rồi đó. Một hộp sữa côn mới được đi qua đây. Muốn đi qua đây. Một hộp sữa côn mới được đi qua đây. Ở đây ba người. Mày muốn nhà ngươi. Kéo cái nó mày. Một hộp sữa côn mới được qua đường. Một hộp sữa côn mới được qua đường. Ở đây ba người, mày lấy một hộp ai uống ai nhịn. Lấy ba hộp đi. 1, 2. Tụi bay muốn dân xa ra. 1, 2. Tụi bay muốn gì? Các người muốn gì? Không, nói chuyện bình thường. Các người muốn gì? Các người muốn gì? Cao thủ cái gì? Chẳng qua là những trò ảo thuật còn.
Mày im đi mà. Ảo thuật, cao thủ cái gì, chẳng qua những trò ảo thuật. Thôi, nói lại luôn đi. Nói dắp một cái là cân đứt hết một cái đoạn của người ta để nữa, người ta ghép vô rồi. Cao thủ cái nói gì? Nói chưa? Cao thủ cái gì, chẳng qua là những trò ảo thuật con thôi, ngươi lên nhất nó. Đúng là trẻ trâu, chưa. Đúng là trẻ trâu, chưa trải sự đời. Đúng là trẻ trâu, chưa có trải sự đời nhiều. Đúng là trẻ trâu, chưa có. Đúng là trẻ trâu. Đúng là trẻ trâu, chưa có trải sự đời nhiều.